đó. Rồi. Hello, hello mọi người, hello tất cả các bạn nha. Hello mấy em. Hello Kyle, oh hello Kyle. Tại sao năm nay em không qua bên đây? Bên đây có mấy bạn bên em lên đây quá trời luôn nè, mấy bạn ở bên Book qua nè. Nè, mấy bạn thấy là bây giờ mình dùng đây mình dùng cái màu Solid 63. Solid 77 và luôn tệ là Solid 86. Thì mấy bạn biết cái chất lượng của thuốc bột là mấy bạn mở ra mấy bạn thấy cái chất lượng nó như thế nào ha. Đây là một cái màu đầu tiên mình sẽ thả này. Cái này là David sẽ không có làm ombre cái màu này mà David sẽ thể là làm cái màu này một mình nó làm không. Đây. Mấy bạn coi nè. Đó, thấy không có bột không? Nhớ mà trước khi mình làm mình quậy nó lên chút xíu như vậy nè. Thôi nó bị soft quá, nó bị dày quá mình làm nó. Đây. Rồi sau đó mấy bạn theo mấy bạn coi này, cục bột ha, mình sẽ lấy cục bột ha, mình kéo nó mình cái bột chisel nó rất là dễ làm. Mấy bạn thấy cục bột mình thấm xuống khăn một xíu. Mình sẽ thả cái bột ngay cuticle này. Ok. Thả mình kéo xuống từ từ này ha. Sau khi đó mấy bạn nghiêng cái móng xuống ha để cho cái bột nó chảy xuống nha. Mình cứ để tự nhiên cho nó chảy, mình không có cần phải điều khiển gì hết. Mình điều khiển nó bằng một cái gravity là mình để cho nó trôi xuống này. Thì cái gì cũng vậy hết, nó chảy tới một cái lúc nào là sẽ không chảy nữa, nó sẽ đứng lại. Khi mà nó đứng lại bắt đầu mình hướng dẫn nó. Ha. Cái bàn vuốt đây này. Thấy chưa? Thấy bàn vuốt nó không? Này, vuốt nó vào ha, làm gì với bàn vuốt hết vào giữa ha. Mình vừa vuốt. Nè. Thấy bạn thấy không, kéo này, kéo từ hai bên bạn kéo vào trong, đưa nó vào trong này không, mình canh nó mình đưa nó hết vào trong này. Bây giờ các bạn thấy không, mình làm đang làm cái xếp này, xếp nhọn mà, đó bạn thấy kéo xuống này, cái bột này nó được một cái là như vậy này, nó cái độ dẻo của nó rất là dẻo, đâm ra cái thời gian để cho mấy bạn huấn luyện, mấy bạn kéo nó đó, nó rất là nhiều thời gian. Đi vào này phải không? Các bạn đi thấy đi vào không? Đẩy nó vào. Thường hay là một số loại. À, cái bột này hả? Bột này bột deep. Liquid này, liquid solar. Liquid solar. Từ từ liquid solar thì nó có độ dẻo. Liquid thường thì nó hơi không mau nhau chút xíu. Nhưng mà tùy theo cái vùng, nhiều khi mình làm cho cái vùng mình lạnh á, thời tiết mà bắt đầu lạnh rồi đó thì mình phải pha. Có nhiều người pha 50-50 hay là tùy theo cái số lượng là nó cái tay nghề của mình nó như thế nào mình pha nó. Nè mới làm kéo nó xuống nè. Kéo nó xuống nha. Tại vì mình làm là mình muốn như vậy nè. Mình muốn tạo ra một cái shape cho nó có sẵn. Thì cái shape nó có sẵn rồi đó. Là mình không cần phải làm gì nhiều hết. Cái lưỡi lam của mình đâu rồi? Cái gì nữa? Đây lưỡi lam này. Cái bột của nó rất là dễ chịu khi mình làm, mấy bạn thấy không? Mình cứ để nó vậy đó, nó chẳng chịu. Sau đó mấy bạn cắt nhẹ nhẹ góc này. Đó. Thấy chưa? Đây mấy bạn cắt góc không? Bạn cắt góc này. Không tốn thời gian nhiều nha, không tốn thời gian để mà thấy không? Mấy bạn từ từ mấy bạn lấy cái bộ thứ hai nha. Mình phải tạo cái độ cong của cái móng. Cái cong đó nó nằm ở đâu? Cái đó là cái u ha mấy bạn. Mấy anh chị, cái u nó là mình phải tìm đúng cái u để mình để nó vào. Cái u đó nó nằm ngay cái chỗ nó kêu là cái chỗ stress area, cái chỗ là cái chỗ cao nhất. Giống như là con rùa, cái muôn rùa là ngay giữa là cao nhất đúng không? Đó, thì cái móng tay này nó phải nằm ngay cái chỗ cao nhất, nó nằm ngay đây này. Thì mấy bạn làm mỏng, cái nào mỏng nhỏ, cái nào thì nhỏ, không bao giờ gãy được. Tại vì cái u của mình nó nằm ngay đúng chỗ. Mình lấy cái bột thứ hai này mình thấm này, thấm canh xuống. Mình thả ngay đây này, cái chỗ này là cái chỗ mỏng này. Đó, mình thả nó vào đó. Rồi sau đó từ từ mình nhẹ nhẹ mình đẩy nó vào. Đắp cho nó tròn ha, cái tròn là quan trọng. Kéo xuống. Nè mấy bạn thấy cái bột cái bột của mình không? Nó rất là bóng mà nó rất là mịn ha. Khi nó khô xong mình rờ vô thì mình cảm thấy là nó
nó cái độ mịn của nó giống như là mình đã giũa rồi vậy đó. Cái đó là cái mình coi qua coi lại, mình coi mình đủ nó có đầy đủ hay chưa, nó không đủ thì mình cứ từ từ mình chêm vào thôi. Tại vì cái này á là nó những cái chêm là những cái đẹp nó nằm ở đó, cho nó đều lại này các bạn ơi. Cho anh mượn phone đi, mượn đọc để nãy giờ không. Hello Khôi Nguyên, mua rùa nghe ghê quá sư phụ ơi. Thôi không phải, con rùa mà cũng có cái mu. Có chứ em, rùa không có mu lấy. Em bây giờ con rùa anh nói em nghe, em tháo cái mu nó ra, nó giờ có bộ xương không, đâu có gì đẹp đâu. Nó nhờ đẹp nó có cái mu nó à, mấy em không biết. Là cái mu nó nha. Mua mai rùa sư phụ ơi. Em là vùng của em là mai, vùng của anh là mu. Mà em có kêu anh kêu mai hoài, nó biết mai là gì đâu. Cái gì vuốt rồi kéo vào trong à. Ờ em nhớ mà, em nhớ lá phê gái là phải rồi. Tại vì em về Úc lại là em đâu còn ai vuốt nữa đâu. Còn bên đây anh nhờ anh cầm anh vuốt tay em mới nhớ. Anh tầm bậy không? Tầm bậy. Chính xác Tammy. À Gia Trương. Anh nói đúng không Gia Trương? Anh nói em rồi, cái rùa mà nó người ta có cái mu mà cứ kêu là nó kêu cái mai, anh chưa bao giờ nghe chữ mai bao giờ hết. Yeah. Coi lại nha, mình cũng đưa lên đưa xuống, mình coi lại cái móng nó đi về đâu nha. Yeah. Thẳng. Rất là quan trọng khi mà hai cái móng mình nhìn nó vào. mình muốn nhét nó vào, mình muốn đút nó vào thì cũng phải coi cái kỹ này. Nó cần không? Tại vì thằng này nó hơi cong xíu nữa này. Đút thiết. Hello Johnny. Hello Johnny Nguyễn em. Mấy em khỏe không? Rồi nè. Đó, thấy không? Mình cắt một chút xíu đi thì cái form nó đưa sát vào, nó ăn sâu vô hơn, nó sẽ làm đẹp hơn. Sau khi đó mấy bạn rr hai bên này, mấy bạn vuốt này, mấy bạn kéo nó xuống này ha. Sau khi mấy bạn kéo nó xuống dưới cuối, mấy bạn bóp nó cái. Đó. Mình vừa bóp mình vừa kéo nha. Mình kéo cái sức giãn như vậy á. Vừa bóp vừa kéo, nhưng mà cái này anh bóp kéo thôi, anh chỉ có bóp đẩy ha. Đó, em nhìn ngang qua này, nhìn qua lại này, cái form này nó đều ha, nó đều như vậy, nó bắt đầu nó mới tạo nên cái đẹp của nó nha. Rồi qua bên đây anh sẽ dùng màu khác nha, anh sẽ làm hai ba màu khác nhau. Hello, ok cảm ơn em ha. Rồi, có gì coi cho ok rồi. Nè cái màu này đẹp chưa em thấy không? Rồi cái màu rất là ngọt ngào ha. So beautiful, nó màu này nó giống như là một cái màu kích chị đó. Này mấy bạn theo dõi lại là đây mình sẽ lấy cái màu này mấy bạn làm. Nè mấy bạn thấy cái màu chưa? Cái màu rất là đẹp và dễ thương này, mình thấm xuống khăn một chút xíu. Mấy bạn thả nó màu ngay cuticle này ha. Ôm nó lại bên đây này ha, mấy bạn thấy không? Ôm lại này ha. Thấy chưa? Nghiêng móng xuống này ha. Mấy bạn đẩy vô này. Nè đi sát vào này thấy không? Đó, bạn thấy không? Vuốt nó xuống này. Chào, cái màu này đẹp quá. That's a beautiful color. First time I'm using it. Hello. Nào mấy bạn thấy cái màu của chi rồi chưa? Mấy bạn vuốt từ hai bên làm gì làm? Mình cứ vuốt từ bên ngoài vuốt vào trong nha. Nghe không Khao? Vuốt từ bên ngoài vuốt vào trong nha. Này, vuốt vô này. Vuốt bên ngoài vuốt vào trong. Đó. Các bạn thấy cái màu khi mà nó xuất hiện lên này, cái số này và cái số này, okay.
Sau đó mấy bạn nên nhớ mình cắt hai cái góc này lại cho nó nhỏ lại. Hello Tony Cook. Cali màu mới em, hello Trang Bùi em. Mấy em khỏe không? Anh thường thường anh làm form, nhiều khi anh làm biếng đắp bằng cái cọ đó. Đâm ra anh chơi cái lưỡi lam anh cắt nó cái vậy. Thì anh lấy luôn cái set như vậy cho nó khỏe hơn. Phải vỗ, tại vì Stella cái set nhọn này nó. Mấy em mới đẩy quéo qua này không? Mấy em vuốt từ bên này vuốt vào nè, thấy chưa? Vuốt xuống nha. Bây giờ mình mới coi lại nha, mình coi lại cái chỗ nào mà nó chưa có đủ bột thì mình tới mình chêm lại nhẹ nhẹ thôi. Mình góc bên này nó thiếu thì mình chêm nó ngay bên này. Okay. Rồi mình đem chêm bên này lại nè. Ngay cái chỗ mà cái sổ kết nối cái chỗ mà cái kêu là cái stress area mà để cho nó cao là mấy bạn nằm ngay đây. Đó, các bạn thấy không? Này, cục bột này không? Nếu bạn thả cục bột ở ngay dưới đi. Đó. Nếu bạn kéo nó vào này không? Làm lúc nào cũng phải nghiêng qua coi lại coi cái chỗ nào mà nó cần bỏ thêm bột là mình phải bỏ cho nó đủ cái độ cong nha. Nha. Các bạn thấy không? Đó. Cái chỗ quan trọng nhất là nằm ngay cái chỗ đó đó. Cái stress area đó. Kéo xuống nha, cho nó đều. Này mấy bạn thấy không? Hai cái màu, mấy bạn thấy cái màu của cái bột solid không? Cái này là mình chưa có bỏ nước bóng lên, khi bỏ nước bóng lên mình sẽ thấy cái nổi bật của nó nha. Lúc nào cũng vậy hết, mấy bạn gắn cái form này lại thì thường thường khúc này nó cắt hai đi hai bên như vậy cho nó dễ dính. Để tay khách lên lại ha, mình coi lại coi nó hướng nó đang còn đi về đâu. Này phải đi về hướng bên đây. Ok, được, hướng bên trái. Ok, thì mình ráng làm sao mình đi móng tay mình cho nó đi đều với nhau. Chứ đừng có để cho một hướng đi hướng đông, một hướng đi hướng tây nha. Đường em đi, đường anh đi á. Biết sao là hai đứa mình phải nắm tay đi một con đường ha. Không phải là your sugar you go, my sugar I go á. Đó, phải đẩy nó vào một bên. Nó chưa có đều lắm, bây giờ mình đẩy qua. Đây nó dễ lắm, mấy bạn thấy không? Mình kéo nó vô này, nó đây đây. Cái form này nó dễ làm, là cái là mình nếu mà bên này nó ấy mình muốn kéo qua thì mấy bạn chỉ có dỡ thằng này ra, mấy bạn kéo qua bên này thôi xíu thôi. Đó. Mình kéo nó qua bên mình bó nó vào lại như vậy thì mấy bạn ốp như vậy thì nó sẽ chạy theo cái hướng của mình muốn này. Đúng theo cái hướng của mình muốn này nha. Thấy chưa? Đó. Rồi nó ok rồi ha. Bây giờ wow, anh có thằng solid này đẹp quá. Anh sẽ cho hai này đi với nhau nha. Ok, anh sẽ làm cái ombre cái ngón này nha. Mấy bạn chú ý mình sẽ làm ombre hai cái ngón này. Một cái màu cam và một cái màu hồng. Hai thằng này là chắc chắn là màu dính lẹo rồi, không nói gì được gì hết. Các bạn thấy có bột này ha. Thả ra mình thấm xuống cái khăn. Để mình thả ra ngay đây. Đấy. Nhớ không? Đập cho nó thiệt mỏng ngay cho đó. Ombre là cái kết nối của nó nằm ngay đây nè, kiệt mỏng lại. Tốn qua em làm gì? Em đi chung với mấy anh chị ca sĩ đi club. Rồi vậy hả? Giờ ăn tối rồi thì đi club. Rồi vậy hả? Các bạn thấy chưa?
đập nó vào ha, mấy bạn làm gì làm cứ ôm nó vào cho đây, về ôm hết vào trong. Cái quan trọng là ở ngay giữa. Hello Rose, Mindy tới chưa? Nãy giờ anh chưa thấy Mindy em ơi. Mindy đi đâu rồi đó? Anh chưa thấy Mindy đâu hết á. Để mình coi lại có cái xếp. Ok, nó dài tới đó là ok rồi. Sau đó mình mình sẽ làm cái màu số 2. Cọ tê tê hết rồi, cọ tê tê đúng rồi, cọ anh ban hết rồi. Anh chưa có cọ mới về nữa, anh đang chờ cọ mới về. Holly tới chưa? Holly là ai? Anh không biết ai là Holly. Yeah, lấy cái bột màu cam đấy bạn ha. Mình để cái bột nhẹ nhẹ đây nha. Là mình thấy bạn thể xuống này. Mình sẽ kéo cái bột này xuống này. Là nó sẽ ôm lên liền tại chỗ luôn. Hai cái màu này là hai cái màu ôm lên chắc chắn này. Nó không có đường chạy thoát gì hết. Sát vào cái đi cổ không mấy bạn thấy không? Cho nó tròn này. Hai cái này cho nó gọn là nha mấy bạn rồi mấy anh chị. Coi cho nó đều, mình ok ha, mình bắt đầu mình tại vì ngay cái chỗ cuticle nó rất là cần tròn, nó quan trọng ngay chỗ đó lắm, ngay cho nó tròn thì nó mới đẹp được. À. Mấy bạn thấy hai cái ombre chưa? Cực kỳ đẹp luôn ha. Hello John Derek. Mấy bạn coi lại này. Mấy bạn thấy không? Đẹp không? Nhưng mà mấy cái này mấy bạn nên nhớ là như vậy này, mình phải có cái màu clear nha, không có màu clear là không được. Rồi, cảm ơn John Derek em, how are you? Okay now. I need because it's an ombre, so I need clear to protect. Hello Danny em trai, khỏe không? Này vuốt xuống này, mấy bạn nhớ vuốt xuống này. Ok, vuốt cho nó đều xuống này. Đó, mấy bạn thấy chưa? Ôm nó lại theo. Like mới anh ghi số màu luôn anh ơi. Ok, chút xíu anh lật ngược lại anh cho em coi nha. Anh chưa có chụp hình nữa. Anh sẽ chụp hình cho em coi cái màu số là số mấy. Hello. Rồi, bây giờ mình có... Hai, chào anh, em muốn mua form đó ở đâu? À, cái form này hả, em đi vào trong Amazon, nó có bán ở trong Amazon nha. Nó làm rất là đẹp, đều. Ok. Trong Amazon nó có bán tân đố. Chú cho hỏi sâu màu nó không tan hết, đắt dễ bị marble quá. Dễ bị marble là màu nào cơ?
Mabo là chắc 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 tên đó em cháu xài công ty khác rồi. Chứ công ty Chizo thì nó không có bị Mabo đâu. À, những công ty khác thì bị nhưng mà công ty của Chizo thì không bị đâu. Phải đồ của mấy anh chị đi. Mấy giờ mình cầm giùm của ai. Coi lại nè ha. Đưa lên, mình coi coi cái hướng nó đi đúng hướng chưa cái đã. Hướng mình đi qua bên này lại. Anh có bán một thứ đó không? Có chứ, anh có chứ, anh đang làm sâu thì bán một này chứ. Okay, bây giờ anh lấy hai cái màu này, anh ôm brand cái màu này với màu này. Cái màu cuối. À, cái màu này nó giờ anh chưa xài, anh xài cái màu này đi. Một mình nó nè. Nè mấy bạn thấy chưa? Mình thả nó vô cái cuticle nha. Anh sắp vào cuticle này không? Rồi các bạn thả nó xuống nè. Nghiêng xuống ha. Nhíu cho nó chắc nha mấy bạn. Kéo xuống. Bao nhiêu một hũ anh? 13 đồng một hũ, em đang sale là 13 đồng một hũ ha. Mà giá nó của nó bình thường là 15 đồng 25 xem một hũ. Hũ 2 ao nha mấy bạn. Này mấy bạn cứ từ từ mấy bạn vuốt nó vào nha. Đừng có... Bộ chi thừa đắp rồi ghiền lên. Đúng rồi em, theo đi. Ghiền là xiên, ghiền là xiên. Anh Hoàng ơi, anh nghe cây cỏ chứ anh Hoàng. Cây cỏ mà mua mấy năm trời xài nhiều năm về trước xài hoài nó anh làm kiểu đó nên hả anh là lỗ rồi thực xài tốt quá xài hoài nó hư đúng không tại không hư bao nhiêu bây giờ 5 năm rồi mà nó hư giờ trang hoàng cái lông không rụng luôn hả không rụng trời ơi lông không rụng luôn cỏ anh là không có rụng nào trời ơi lông cỏ gì mà lông còn lông sao là y chang vậy ha không mà không sao đâu lớn mà nó có cái đào mà nó không có rụng nhưng mà nhiều khi nó không có đi theo hướng á nó nói là nói không có định nữa đó nó không định là cái cọ không hư nó không đi theo hướng á cái nào mà nó lòi ra tỉa cái đó nha. sao ở nhà buồn vậy sao ở nhà hả không có anh đang ở show ở Las Vegas nè. Đấy, thả cái bộ nó ngay đây. Vuốt nó xuống nha. Mình làm mình đang tạo cái độ cong cho cái mu nó ha. Ủa, hello Phong Trần em. Đấy mấy bạn thấy chưa? Vuốt nó tròn nè, tự nhiên này. Vuốt nhẹ nhàng. Đưa lên mình coi lại nè. Rồi, ba em. Đều chưa?
nay lạnh, hôm nay lạnh hôm qua, hôm nay gió thổi mà lạnh. Hôm qua ngồi hồi nóng quá trời, hôm nay nó thổi gió nó quá trời. Sáng về gặp hai lần rồi. Ủa? Gặp ai? Gặp anh đó hả? Ủa sáng về gặp anh hai lần rồi hả? Ủa sao không biết sao? Sao không biết? Sao không biết em sao? Vui vậy. Hello Ngọc Anh Nguyễn. Ông Trần nó sáng chưa gặp hai lần không nhớ. Tên giống phòng mình nhưng mà mình là chân chuối. Mình coi tiếp tục nha. Cái này nó khô rồi mình tháo nó ra đi. Cởi áo ra nha. Đấy. Hả? Thoát y ha. Thoát y vũ. Rồi thoát y vũ đi, tháo nó ra hết đi. Lâu tháo cho nó ra bữa đó, thấy chưa? Thoát y rồi đó. Nhẹ 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 hai bạn đút nó vào này không? Khi mình đút nó vào mình phải nâng nó, mình canh nó, mình ấn hai cái này lại cho nó chắc này. Sau khi đó mấy bạn giữ đây, mấy bạn vuốt lại đây. Đứng trước mặt sư phụ, đứng trước mặt anh luôn hả? Quá hay luôn. Đấy. Bây giờ bên đây mình làm cái màu này đi ha. Cái màu sao lệch 71 này. Mình sẽ làm ombre đi. 71 và màu xanh đi. Cái màu này xong rồi. Màu đó xong rồi, không lấy đi. Màu này với cái này đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Anh đang làm cái màu này, anh làm màu xanh với cái này. Nhưng mà lát nhớ mang lại cho anh để anh chụp hình nha. Tại vì khách hỏi, khách sẽ hỏi là cái màu số mấy đó. Này nhìn ngang này. Nhớ nè, đặt cho nó thiệt mỏng. Và cái màu này anh thích cái màu này dễ sợ, nó giống như là cái màu dê vậy đó. It looks so much like dê. Cái này mà chút xíu nó, cái này và khi mà anh làm bóng lên nó sẽ thành dê, anh nghĩ đẹp lắm. Này mấy bạn thấy không, ôm nó lại nha. Thì thường thường nó hơi chảy chút xíu, kệ mà nó chảy vậy tốt. Nó chảy thì mình nghiêng nó một bên mình để cho nó chảy. Thôi em. Mấy bạn vuốt nó vào này ha. Nè, mấy bạn vuốt nó vào này, thêm cho vuốt vào ha. Color, I'm falling in love with this color. Mấy bạn đây, mấy bạn cứ từ từ mấy bạn ôm nó lại nha, ôm nó lại, tại vì biết sao mình muốn làm cho cái ở trên cao cái khúc dưới nó dày lên á, mình phải ôm nó lại như vậy, đẩy nó vào này. Thì nó còn dư được bao nhiêu đó mình cắt nó đi thôi. Mình lấy cái ấy mình phim nó thôi. Không có gì hết. Cho mượn thằng khách. Mượn gì? Mình lấy cái cân dao đó, mình cắt hai bên này, mình lấy lại cái form á. Dạ. Để như vậy thì mình khỏi tốn công mình vúa. Dạ, dạ. Thì tùy theo mình muốn vúa thì mình vúa, thì vúa cực hơn nhiều. Mình làm như vậy mình xếp được cái thời gian, mình không phải vúa đó. Xếp nào cũng vậy hết, xếp top, xếp stiletto, xếp gì cũng vậy hết. Đó, mình cắt rồi mình kéo nó vô này. Thì bây giờ mấy bạn thấy không, mình cắt nó, giờ nó gọn rồi, nó ngon lành rồi. Chút xíu thì mình vúa sơ sơ thôi chứ mình phải vúa nhiều. Yeah, just regularly em mua ở trong Home Depot. Yeah, anything that have, chỗ nào cũng có hết đa số. Đây này, just a play thường thôi. Cái này bột dip hay bột đắp anh? Cái này là bột dip. Nhưng mà bột anh đắp được, anh đắp được. Cái công ty này là bột này là đua. Em dip cũng được và em đắp cũng được. Vậy thế là nó là ombre này. Nó là dòng bột ombre này. Thì em thấy trên đó, cái đây là dòng bột ombre, có nghĩa là mình cái màu này đa số là trên cái màu nào mình làm ombre cũng được hết. Này, bây giờ mình sẽ lấy cái màu khác mình làm ombre với nó này. Nếu mà người ta không có cô thì muốn thích thì same thing. Yeah. Làm form thì nhiều khi nó... Này, bây giờ mình làm ombre này. Này mình thả cái bột này ha, mình coi này. Cái dòng bột này ombre đâm ra nó che rất là đều. Đẹp lắm. Hôm nay anh có promotion gì không? Dạ có, anh có một số dần. Ồ vậy hả? Đi Facebook à? Ồ vậy hả, có hả? Không biết là có đi show không? Không biết là có đi mà không thấy.
có tụi anh. Anh tên gì anh? Anh là Lê Việt Hoàng. Tên gì? Tân hả? Tân Nguyễn hả? Ok. Bên anh tụi có hôm nay có một promotion đó biết. Anh Tân Green. Em nói chuyện bên Green chút xíu đi. Linh ơi. Order chứ không có bán không. Mấy bạn coi này, cục bột này. À số này không? Ôi đứng đây rồi, chạy đi đâu. Nhìn số này. Nhà mấy em thấy không? Nhà mấy em thấy cái màu, hai cái màu. Hello Tuấn Đoàn. Hello Nhân Duyên em. Hai cái này đắp cho nó sát lại. Rồi 28 màu mới, 28 màu mới này, đây nè, đây là những màu 28 màu mới. Màu mới trong cái ấy của mình. Ngày hôm nay của anh có cái giá. Em là cái màu này. San Diego. San Diego. Anh chưa có. Anh chưa có thấy ai dưới đó mà ở dưới đó người ta request rất là nhiều nha. Yeah. San Diego là một cái chỗ người ta hỏi anh nhiều lắm luôn đó. Đúng rồi, người ta hỏi. Yeah. Anh mới có review mình không thứ bảy tưởng anh có đi mà anh không có đi. Ồ vậy ha, đúng rồi, Tuấn bạn của anh. Tuấn bạn của anh mấy chục năm rồi. Dạ. Nhưng mà em là supply vậy đó. Em là supply nhưng mà em tìm thôi. Ở dưới đó là bây giờ chưa có. Mà ở dưới đó người ta hỏi quá trời luôn về cái bộ chi rồ đó. Ai cũng coi là chừng nào về dưới đó làm show vậy, làm nó làm show. Nhưng mà ở dưới đó supply thì lớn, có supply này lớn. Có 2 tiệm supply. Đẹp ha. Nhưng mà nếu mà em đi về em đi đâu? Em đi lên trên đấy hả? Em đi lên trên Los, anh lên Santa Ana mua hả? Đến Santa Ana chạy 2 tiếng. Nè mấy bạn Phúc nè. Đúng rồi. Cái hiệu này giờ nó popular lắm, người ta xài nó thích lắm. Cái là đắp dễ nó đắp rất là dẻo. Đắp thì mình đắp thì mình làm cũng được hết, em thấy cái màu. Mấy bạn thấy giờ mấy cái màu nó rất dễ thương. Đó. Ok, bây giờ mình qua tay bên kia mình sẽ đắp lại cho mấy bạn coi ha. Mình sẽ bỏ cái quad bonder vào cho mấy bạn thấy. Cảm ơn. Mình không có primer thì mình bỏ bonder thôi, cái bonder nó cũng giúp cho bám được chứ không sao, nhưng là cái bột cũng khá tốt cho cái độ bám. Đi đâu á? Ok.
thích cái màu này lắm mình thích. Love the jade color. Đây bạn thấy không? Mình thấm cánh chiếc là mình thả cái bột nó ngay đây này. Bạn thấy mình thả cái bột ngay chiếc ngay kia thì có mình kéo nó xuống này. Cái bột là nó là cell level. Đấy đó bạn. Sau đó mấy bạn nhìn cái bột cho nó chảy xuống này ha. Ôm lại này ha. Nhìn xuống nha mấy bạn, cho nó chảy xuống. Hôm lát đây mình treo lên cái màu xanh, cái bếp của nó là đính đá rất là tốt. Đính đá chắc lắm luôn. Dạ ha. 3 tuần cho đi, 3 tuần trở lại, không có một con nào rớt ra hết mà cậy cũng ra luôn. Nhưng mà nó lỡ bằng kìm. Lỡ bằng kìm. Lỡ bằng kìm. Sốt thì nó cũng ra được, thì nó là sốt ốc mà. Cái nếu mà deep á thì sốt ốc trong vòng 7 phút ra hết rồi. Pha xuống một chút xíu thôi, không nhiều. Yeah. Nè mấy bạn thấy không, cái màu nó thiết là dễ thương. Nó có một cái đó là nó control. Thấy không? Cũng khỏe không? Dạ. Control này, control rất là dễ dàng này, mình kéo nó vào này không? Nè, để kéo nó vào này các bạn thấy chưa? Càng kéo nó càng dễ chịu. Các bạn nhìn thấy cái màu được nó chưa? Yeah. Nó rất là mịn. Nó nhờ cái mịn như vậy đó. Nó khi mà mình kéo nó đó, nó dễ đi lắm. Nó không có bướng. Mình thấy kéo nó vô. Sau đó mình sẽ coi lại nha. Mình coi những chỗ nào nó bị hở lủng á, mình sẽ chêm nó vô. Mình cần ngay cái chỗ này nó tròn mà nó đều nè mấy bạn. Nó đẹp lắm. Nhưng mà nên nhớ mình đắp ngay chỗ này đắp cho thiệt kỹ ha. Không đắp kỹ thì nó cái bột của nó tràn lên cái cuticle, nó mất cái đẹp của nó đi. Và ngay cái chỗ stretch area là cái chỗ mà hay bị dễ gãy nhất, là mấy bạn phải nâng nó lên. Và ngay đây. Nâng lên ngay đây. Brittany, yeah, this is, you see how her regular nail is? I put the forms on and I extend it out on her natural nail. Okay. Tôi muốn mua tháp cốt Hương Vũ trên nếp tiền. Có chứ, Hoài Hương Vũ có chứ. Cái tháp cốt dùng cho sơn cho cái dipping á là nó có hai chai. Một chai nó là chai base. Ha, thấy không mấy bạn? Một chai là chai base. Cái này là dùng cho tháp, cái này dùng cho dipping được. Và cái tháp của nó dùng cho dipping được luôn. Nhưng mà cái này nó dùng cho đính đá rất là tốt này. Không có đó ra được. Đó là một cặp của nó. Nó là black diamond, một cái chai base và một chai tháp. Nó là một cái cặp soak off gel nha. Nè. em nghe quảng cáo là có cái loại deep powder mà cái base của anh bây giờ là không cần activator. Activator. Dạ đúng, có là chỉ là nhúng xong rồi là vúa thôi. Những bạn nào mà thí dụ bây giờ mình làm dipping ha. Dạ. Nếu mà nhiều người có dipping mà người ta không có muốn, người ta muốn xài gel. Dạ. Những bạn nào muốn xài gel, cái chai dipping này là chỉ cần có một chai này là xong rồi. Sau khi mình làm dipping xong, hai cái này xong thì bắt đầu mình buffer, mình vuốt xếp mình buffer xong đó mình bỏ hai cái chai tháp này vô. Nó cực kỳ bóng luôn, nó rất là bóng. Bếp và tháp. Mà có dễ tháo không anh? À, khi mà mình sốc ớt ra
sốt ốp, thằng này nó cũng dễ lắm, thằng này nó là sốt ốp gel. Nếu mà mình vúa dăng cái thằng bass này ra được thì nó sốt ốp lẹ lắm. Hai nó có hai cái bạn là trên mình vúa trước nó đi rồi mình sốt nó ra. Nhưng mà nếu mà mình không vúa đi thì nó hơi lâu hơn chút xíu, là vì nó cái thằng bass này nó hơi dày chút xíu. Nhưng mà cái độ bám của nó rất là tốt, nó bám cực kỳ chắc luôn. Yeah. À. Nhưng mà cái bass for dip này mà không cần active á. Đúng rồi. Họ bám cũng chắc. Bám rất là chắc. À, trong tay đeo cũng mấy tuần này. Không như là đắp nó lên à. Lạnh thì phải ôm lên nó mới hết lạnh. Hả? Ôm hả? Ôm chưa đủ. Giờ phải ôm thêm lần nữa. Cái này ai ôm này đây? Nacho hả? Nacho thêm làm đẹp lắm. Hồng, Khải hả? Ờ, nice job. Mấy bạn thấy mình cắt hai góc này ra để mình đưa nó vào nó dễ. Em gọi hỏi ở đâu rồi em. Lúc nào cũng phải hết mình ôm hai thằng này cuối cùng này, dánh chi. Thì ra là em nghe anh quảng cáo mà bóp vuốt cái ôm lên này này. Đó, đây là mình vừa bóp này ha, mình vuốt này. Bóp vuốt rồi ôm lên này. Mình phải làm mình vừa bóp vừa vuốt luôn nha. Đang những cái step này đây. À, đây. Coi show mà toàn là đi tàu léo không. Chị cũng hay là nhờ được bóp vuốt như vậy nó mới kéo dài tới ngày hôm nay. Đẩy nó ra này ha, đưa nó vào. Trời công tình, đi vô đi coi nè. Cái tay này thì không có, cái tay này tại vì nó đủ, nó không đủ sâu này. Tay này thì ok. Giữ nó lại nha. Sao nếu mà mình đây nó là vuốt đây nè. Vuốt cho tới cuối cùng mình bóp nó cái. À, mình bóp bên đây nó đẩy sát vào bên đây nè. Đó là nha. Phải nhớ là phải là ôm nó gọi là ôm, hoặc là ôm lên là phải ôm cho chặt. Cái thằng này mà ôm cái này, thằng này mà ôm không chặt là nó lỏng à. Nó lỏng như vậy là mình làm mà nó không có được, bắt buộc phải chặt. Thôi là nó té liền ha. Nhớ ha. Em nhớ ôm cho chặt. Phải ôm cho thật chặt nhé. Rồi bây giờ mình qua bên đây mình sẽ làm hai cái màu này. Mình sẽ làm ôm lên, bây giờ bên này mình sẽ làm cái ôm lên hai cái màu này, một xanh này và màu xanh này. Này mình làm rồi. Hello. Em hỏi cái ngón này là anh xài cái màu trong màu. Màu này là màu solid 71. Solid 71 và màu solid 63. Solid 71 là này là nude. Solid 71. Solid 71 là màu nude đó, cái này là màu nude này. Yeah. 71 này. Solid 71. Đây, bây giờ mình sẽ làm ombre hai cái màu này nha. Màu này dưới đây. Thì mình cho cái thằng em này nằm ở dưới trước ha. Mình ở dưới nè. À cái này ok cũng được. Thả nhớ là cho thấm cho nó bớt nước đi ha. Các bạn thả nó ngay đây nè. Cái màu này nó cũng rất là đẹp, làm theo một mình nó nằm nó cũng khá đẹp. Nhớ mấy bạn cứ thế mà đập thôi, đừng có lo. Đập kiếm thịt đều. Yeah.
chị Linh không? Vậy thì em gọi đi với chị Linh đi. Dạ. Em không còn bên đi khác rồi. Hello bác, hello Sơn Cội, hello Hoài Hương Vũ, số phone hả? Em số phone order hàng. Hello em, hello. Nè, các bạn thấy không, khi mà mình vuốt nó vào cho nó gọn lại nha. Mình nghiêng qua một bên mình coi cái độ cao của nó đang nằm chỗ này, nó có đủ độ cao để mình đỏ cái ombre lên chưa. Nếu mà nó chưa đủ thì mình bỏ thêm một cục nhỏ nhỏ nữa ha, cho nó vừa, cho nó vừa để trước khi mình quyết định mình bỏ cái màu lên kia lên trên ngay cái này nè. Đó, các bạn đập cho nó mỏng ngay chỗ này lại nha, tại vì ombre thì ngay cái chỗ kết nối lúc nào nó phải mỏng hết. Hello, người đẹp áo cam, thích anh cam. Tại em nổi nhất mà. Hello, đang ôm ren đây. Ôm ren, sao ôm ren hoài suốt ngày vậy? Ờ thì nên, không mệt, ôm cả ngày, ren cả đêm, chẳng có mệt gì cả. Thầy. Đó, đó là những gì đang xảy ra, sư phụ đang ôm ren. Đó, thấy giờ mấy bạn thấy giờ. Xe cái cách sư phụ ôm ren, sao ôm hoài không mệt nha. Đúng rồi, ngu sao mệt, đúng không? Ôm ren không bao giờ mệt hết cả. Thì kéo xuống nhẹ nhẹ ha, mình kéo xuống. Mình đừng có bao giờ mình lấy một cục mình thả hết tất cả ha. Mấy bạn có nên nhớ, mình làm nhiều cục thì mình khỏi tốn công dũa chứ gì hết. Nè, mình lấy cục thứ hai này nha. Nè, cục thứ hai ha. Các bạn thả cục thứ hai ngay cái cuticle này. Ngay cuticle đúng không? Mình nghiêng nó qua một chỗ này, bắt đầu mới đập nhẹ này. Thấy không, mấy bạn thấy không? Những động tác mình làm thật là nhẹ nhàng, kéo nó xuống này, thấy chưa? Mấy bạn từ từ, mấy bạn đẩy nó dắt vô này, ngay đây này, mấy bạn kéo nó xuống, thấy chưa? Thì cái mà tại sao nó là ombre là gì? Là hai cái màu nó transition, nó gradient together thì nó trở thành cái ombre của nó. Đó, các bạn thấy không? Coi này, cái khúc bên đây thì nó có đang thiếu bột đúng không? Bạn cho cục bột khác vào. Cái bột mấy bạn thả nó vào, nhưng mà bạn đừng có làm gì nó hết. Mình chờ cho nó khoảng chừng nó có một cái thời gian để cho nó vừa đủ, nó loang và nó được vừa đủ chín thì mình kéo nó. Chứ còn có khi mà nó mình kéo nó sớm quá đó là mình kéo nó sớm quá đó là nó sẽ bị nó sẽ bị chạy đi mất đó. Nó không còn giữ lại được đứng một cái vị trí đó nữa. Là mấy bạn coi này, sau đó là mấy bạn làm mới bỏ cái màu clear, lúc nào cũng phải có, không có màu clear thì mấy bạn vúa đi nó bay đi hết tất cả những cái ombre của mình đi. Đó. Này kéo này, kéo vào hết vào trong này không, kéo vuốt vào trong luôn này, coi này. Đó, mấy bạn thấy không, kéo hết vào giữa, vuốt từ hai bên, mấy bạn vuốt lại để giữ lại cái xếp này. Còn mấy bạn vuốt từ hai bên, mấy bạn vuốt lại như vậy để giữ lại cái xếp này, và phải vúa nhiều. Đó, mấy bạn thấy hai cái màu ombre nó không có cặp với nhau, nhưng mà hai cái màu khi mà nó gặp nhau là nó sẽ dính, mà nó dính lẹo gắt luôn. Tôi nằm live stream ấy. Ngày nào cũng live stream. Live stream suốt ngày. Cứ nghe bóp phút với ông rồi bữa nay mới được thấy tận mắt nè. Sáng hôm qua cũng có anh kia, anh cũng bán vốn, anh nói tại anh live stream nhiều quá rồi nó cứ vô tìm cô, nó hỏi bột ôm lên hoài. Thì cái tay này nó không cần phải cắt giống như là cái tay bên đó, thì đâm ra mình thả nó lại nè. Okay. Mình đưa nó vào là mình nhớ mình cầm hai cái form mình làm nó thì nó dễ, nó không khó, tại vì nhiều người không biết làm thôi. Mình giữ hai cái tay này, hai bên này, mình giữ hai cái này và mình giữ cái tay của khách như vậy, mình bắt đầu mình từ từ mình đút nó vào, mình đút nhẹ vào đây cái, thì nó dính lại thôi. Thấy chưa, mình đút nhẹ vào là nó dính nè. Cái sau khi đó mình bóp nhẹ đây cái này ha, rồi mấy bạn nhấc nó lên,
bạn coi coi tất cả những cái form nó đi cái hướng nó đi giống nhau chưa. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái form này đi chi đúng hướng, nó phải đi qua bên đây lại. Bây giờ mình phải chỉnh nó, mấy bạn tháo nó xuống ra, mình thấy nó ra này ha, mình lấy nó ra lại này chưa. Okay. Mình đẩy nó ra bên xa hơn một xíu qua bên đây. Đó. Rồi mấy bạn giữ chặt như vậy này, sau khi mấy bạn giữ chặt như vậy, mấy bạn vuốt nhẹ nhẹ ở dưới nè. Khi mình vuốt nhẹ nhẹ, mình vuốt xuống dưới hơi sâu, mình bóp nó cái. Mình bóp và mình kéo luôn như vậy thì nó sẽ dính chắc lắm này. Nó không chạy đâu hết. Thì mấy bạn thấy là cái form này, bạn nó chắc như vậy. Ôm là phải ôm cho chắc, ôm lỏng lỏng là rớt. Nè, thấy không? Mấy bạn thấy không? Ôm là phải ôm nó chắc như vậy đó. Dính lèo hoài, đúng rồi, dính lèo hoài luôn em. Nè, bạn thấy chưa? Không dính lèo đâu có được. Đó. Rồi, bây giờ là mình mấy bạn nhìn là mình thấy cái form đang đi cùng một hướng với nhau thì rất là đều ha. Rồi. Cái màu này anh hôm qua bên đây anh sẽ làm cái màu. Em thấy anh tháo cái form cái miếng chồng anh để dưới cho nó chắc. À, tại vì cái form mình tháo nó ra mình gắn xuống dưới này, cái này là những gắn dưới để cho nó cái độ dày nó chắc. Tại vì cái form nó mỏng mình dày như vậy nó sẽ chắc hơn. Ờ, nó không chạy, nó chắc hơn nhiều. Ha. Bây giờ mình sẽ dùng David thích cái màu này quá. Mình sẽ dùng, mình làm ombre cái màu này và cái màu này. Hai cái màu này đi nha. Các bạn coi nè. Cho thằng này xuống dưới nha, nằm này. Cái màu này nó giống như là một cái màu, các bạn nhìn kỹ, nó giống như là một cái màu mustard vậy đó. Bột. Rất là đẹp. Này, sau khi đó các bạn coi nè. Mình thả cái bột nó ngay đây này ha. Đó. Sau khi mình thả cái bột nằm xuống. Okay. Mấy bạn cứ tự nhiên để cho nó nằm nha. Just let it flow. All you have to do is worry about this area right here. Mình chỉ cần lo ngay cái chỗ này này. Mấy chỗ này mấy bạn làm cho nó thiệt mỏng này. Okay. Mấy bạn mình chỉ thấy không, mình thiệt mỏng. Rồi sau đó mấy bạn từ mấy bạn vuốt nó vào này. Nghiêng nó xuống nha. Thì cái bột nó, mình để cho cái bột nó tự nhiên nó flow đi, đâu có sao đâu. Nghiêng nó xuống. Nè. Đó, bạn thấy không, ôm nó vào này, viên nó xuống. Rồi bắt đầu mình vuốt nó này, hai bên vuốt, từ từ mình vuốt đi, vuốt một hồi nó sẽ vô tới bên trong. Làm gì thì làm, mình vuốt từ hai bên, mình vuốt vào ngay giữa. Cái chỗ giữa là cái chỗ dày, cái chỗ giữa là cái chỗ mình phải cần có. Đó. Okay, just make sure that you bring from the outside into the center. Everything has to be in the center. But you need to create it. The apex, you need to create the contour, which is the strength, have to be in the center, have to be high. If you do a flat, if you do cup or stiletto shape, if it flat, they will break very easily. So make sure that you have enough strength. The strength is right in the center. Okay. Just slowly you bring them in. Okay. See how I did that? Now I'm just gonna use this to cut my shape, so I don't have to do a lot of fouling when I'm done with it. Okay, so I'm just gonna cut the size. Đó, mình cắt hai góc đi nha mấy bạn. Rồi em low battery hả? Anh chạc cho em đi nha. Anh chạc cho em đi. Where is the place where I can come to? John Anderson, I'm in Las Vegas. I am inside the Las Vegas Mandalay Bay Convention Center, okay? Có sư phụ đâu giống sư phụ đi là gì? Có sản phẩm đâu giống sản phẩm đi Andy. Trời, theo em nói gì mà không ai đọc hiểu luôn, không quá hay luôn. Bây giờ này ha, đây mấy bạn coi là cái màu kế tiếp là cái màu solid 71. Okay. Solid 71 này. Okay. Thấm xuống khăn xíu, mình để ngay cuticle nha. Thì là mỏng này. Để sát vào. Các bạn thấy không? Hai cái màu nó ôm lại với nhau này. Nó là cái màu dính lèo, không cách nào, không sai chút nào.
các bạn thả nó vào này, hợp sát nó vào đây này ha. Kéo nó xuống nha. Khi nó hai cái nó ôm với nhau là nó lên liền rồi, thấy chưa? Đó. Hoàn toàn là ôm lên không. Chị xem thì chị nói cọ của anh vừa dài vừa nhỏ giống mày. Trời đất ơi. Cọ anh đó hả? Cọ anh vừa dài vừa nhỏ hả? Thì đúng rồi, cái lông của anh nó dài lắm. Nó không có dài đâu có làm ra vậy được. Nhớ không? Anh như thế nào thì cậu ăn như vậy mà, đúng không? Ôm nó lại nữa ha. Ôm. Đó, mấy bạn thấy cái màu này đẹp quá em thấy không? Hai cái màu nó vô nó ôm lên nó quá đẹp luôn. Rồi, mình qua kế tiếp. Nó lâu lâu mình hay bỏ cái này vào đằng sau này, mình để làm gì, để cho nó có cái độ bám chắc, chứ không gì nó làm cho cái này chắc này. Thích cây cọ siêu vụ ghê. Nhân duyên em thích cây cọ ăn không, anh tặng cho em cây cọ nha. Tặng xem rồi biết mang về nhà phải biết là bóp bút ôm rên đó nha. Em về không biết bóp bút ôm rên anh lấy lại. Đi qua bên này xíu. Tặng luôn người hả? Rồi. Anh tặng cái cọ luôn, cái cọ để trong cái người mà. Tặng luôn. Yeah. Anh chưa xài cái màu này, thử xài cái này. Xanh là nhạt, thử nó ra xem. À, màu xanh này là màu xanh OM 21B này, mà màu này đẹp ghê nhá, rất là dễ thương, hả cuticle này. À, thằng em này có chút xíu một kim tuyến trong đây, leader này các bạn thấy chưa, nó rất là dễ thương. Nghiêng nó xuống nha mấy bạn, nhưng cho nó chảy nha. Em thích cái màu này rồi nè. Không có, tự nhiên thấy ai gọi tên mình. Có ai gọi tên mình cái là mình quay lại liền ha. Đúng rồi. Kéo xuống làm em thấy không? Nghe bạn thấy không? Kéo xuống nè. Baby Lương, cây cọ của David Hoàng đang nghỉ phép. Nghỉ phép hả? Cây cọ anh đang nghỉ phép hả? Không có đâu anh, cây cọ guốc từ sáng giờ, guốc cả đêm luôn. Chưa có được nghỉ phép chút nào hết. Yeah, cái màu đẹp quá. Nhẹ nhẹ, nó cute.
các bạn thấy cái màu này nó rất là dễ thương ha. Sau đó mấy bạn nên nhớ là mình để sát kia đi cầu này ha, nghiêng nó qua một bên này ha. Nghiêng sát nó vào này ha. Hello người đẹp Philadelphia. Hello em, khỏe không? Ê, khỏe. Khỏe, khỏe. Mimi? Yeah. Oh, she's not here. Just say hello. Oh, she's not here? She's not here. Okay. Yeah, cái màu đã quá. I like it. Một cái nữa, một con nữa. Watching from Senegal, Texas. Hello. Anh đẩy em nghe, anh dạy em nghe nè. Hello Hùng Kiều. Aslam Lala, hello. Dạy nghề miễn phí đúng rồi. Anh đang dạy miễn phí nè. Có dạy nghề không anh? Mai Võ. Thì anh đang dạy nè em. Ồ anh đẩy em nghe hả? Ồ thì đúng rồi anh. Ồ em là cái bé này gài chú nha, chứ đâu có nói đẩy nghe đâu. Anh dạy nghe đó anh đẩy. Nè. Đưa nó vào nè, thấy chưa? Đút nó vào nè. Hai bên này. Hello, Mastria, Bury Queen, how are you? Nè, bóp nó lại này, mấy em thấy bóp không? Đẩy mấy đây này, đó. Thì bây giờ cái móng này nó xong rồi mình tháo ra xíu để cho nó khỏi vướng nha. Đó, mình tháo nó ra này ha. Cái màu rất là dễ thương. Đó. Nó ôm lên đẹp quá à. Cái này lát xíu mình vúa đi mình làm nên thêm cái ấy nó khá đẹp. Ok. Bây giờ anh sẽ làm hai cái màu chướng này. Màu này và màu này coi như thế nào. Màu này mình làm rồi, giờ mình làm màu này đi. Ok. Mấy bạn thấy cái màu này nó ngọt ngào chưa? Đó. Một mình nó nha. Thả nó này. Đó, thả nó này, bắt đầu nghiêng nó này không? Sau khi mấy bạn thả, mấy bạn nghiêng này. Nè, ôm nó lại nè. Ôm nó lại ha, mấy bạn nhớ ha, đẩy từ hai bên đẩy lại. Làm gì làm mình đẩy, tất cả mình đẩy ở đợi vui hết. Mai Võ ơi, anh hiện tại bây giờ anh đang làm show ở Las Vegas. Nhưng mà anh đi nhiều chỗ lắm, em ở đâu vậy Mai Võ? Anh báo cho em biết là để em đi tới chỗ đó, muốn là anh đi tới đâu anh báo cho em biết. Em ở đâu? Cái gì ngọt em? Thảo Mai ơi, ngọt giống như anh phải không? Đúng rồi. Nhưng mà anh thấy anh chưa đủ ngọt, anh muốn ngọt hơn như vậy nữa thì sao đây? Hả Thảo? Nè. Không mấy em nhớ ha, mình ôm cho nó gọn lại này nha. Ôm thì là gọn lại. Ok, đập, vừa ôm vừa đập nha. Mai Võ là bà xã tôi đó. Ok, Hùng Triều. Bà xã anh ở đâu? Đi học phải biết chỗ học chứ. Hả Mai Võ? Nè thấy không, cục bột này ha,
mình sau đó mình từ từ mình phải coi lại nó nằm như thế nào, mình sẽ cho lên một chút xíu nữa đây. Đây nè, thả cái bồ đằng ngay đây cho nó nằm nha. Cơm cháy của em dạ. Nè, nhớ là vuốt vô này ha, vuốt vô này ha. Đủ chết người rồi hả em Thảo ơi? Ok vậy cũng được thôi, anh sẽ bớt bớt lại chút xíu nữa ha, mất công có người chết. Đây là November. November, I don't think I will come to in Dallas November for the show. Is that the little show in Texas? Yeah, I won't be there at all. This is just the show that I have here. It's Las Vegas show. Maybe next year I will join a premiere show, but nothing happening yet. Ok, I'm gonna lấy cái màu này nó ngọt lắm. Cái màu là màu tông của em. Cũng là màu của anh cũng thích cái màu xanh rồi. My favorite color chưa? Đẹp không em? Đấy. Ồ, mấy bạn thứ hai này. Trời, em ở Việt Nam hả? Hello Vicky. Tiếc quá. Em ở Việt Nam thì em kêu ông xã em tên là gì đó, Hùng Chiều, ở bên Mỹ vào lãnh em qua. À, Hùng Chiều. Tại sao không bỏ lãnh mà giờ qua bên đây đi làm nail, học nail hả? Nhận người ta làm bà xã mà không chịu dẫn bỏ lãnh người ta qua, chơi gì kỳ vậy nè. Xá chiều kinh cầu này không nè, đụng cho nó nằm nè, kéo nó vào, các bạn thấy không, kéo nó vào này không. Mai vợ ơi, anh đại diện Tây Hoàng của Việt Nam đây, nghe cho em. Ủa sao kỳ vậy em? Vợ của mình cũng bị cũng lấy tên anh đại diện nữa là sao? Kỳ vậy? Chứ vậy là không phê nha. Đang bảo lãnh hả? Nó nói là vợ rồi còn đại diện gì nữa? Kỳ quá. À, nhớ là mấy bạn cho thêm chút xíu nữa. Lấy cái ngoài đó, bỏ cái cục trắng này đi. Lấy cái cục của... Này, nghiêng nó xuống này, cho nó chạy xuống này. Thôi em lên Amazon tìm không được cái form giống như anh. Anh về, anh thách cho Mai, Mai anh về anh thách cho em. Nhớ thách lại cho anh, hay khi anh về nhà anh hay quên lắm. Để anh lên Amazon anh tìm xong rồi anh thách cái đó qua cho em. Nè, có bột nè, để ngay dưới nè. Sao theo miệng? Live stream của em bị cái gì? Live stream của em bị mất hết hả? Tại vì em không có chịu xếp lại, nhưng mà em coi cái phone của em á, có ai delete đi không? Chứ live stream ở trong đó nó nằm trong đó chứ đâu mất. Làm đâu mất. Em đi ngược lại bao nhiêu cái không được, làm sao mất được. Ok, anh phải để cái màu này ra, chứ không thôi là lát nữa người ta la anh nữa là không chịu bỏ màu lên cho ai biết là màu gì. Anh David ơi, cho em hỏi sao em đắp bột hẻm bị gãy. Em đắp bột hẻm bị gãy là gì? Hay bị gãy á hả? Hẻm bị gãy hay là hay bị gãy? Nè. Ok, bây giờ mấy bạn theo dõi. Nè. Ok, cái màu đầu tiên của David làm ra, mới làm nãy, là màu số 63. Ok. Màu số 71.
chặt tay. À, mỗi lần gặp anh là tao tối ngày thấy ai thấy anh cởi áo ra không biết không? Vô luôn rồi. Cởi áo ra. Rồi đó, cởi áo nè. Đây. Ok. Giờ mình bước test nha. Rồi xin lỗi Chê Bình Dương. Lý do mà em đắp nó bị gãy là như vậy. Em biết nó gãy là gãy ngay đây. Gãy ngay đây. Đúng không? Em nhìn ngang nè. Cái chỗ mà là chỗ là cần phải dày. Cái chỗ này mà em làm mỏng là gãy liền. Tại vì chỗ này cái stress area là không có là gãy liền là chỗ. Đâm ra cái chỗ đó em lúc nào cũng phải làm dày lên. Nhưng mà nếu mà em làm dày lên thì ngay cái chỗ đó, đó là nó sẽ không bị gãy nữa. Hiểu không? Đó, mấy bạn thấy không? Mình vuốt cái xếp rất là quan trọng là mình nhiều khi mình phải đẩy lên như vậy nè, mình coi nè. Ok. Vuốt cái xếp xèo lé đồ đó. Hả? Cái gì về hot girl thì muốn hot girl. Em lấy em muốn làm hot boy. Nè, vô nè. Đưa nó vào nè, thấy chưa? Đó. Lúc nào cũng phải đưa nó lên trước khi mình vuốt, phải đưa lên cho mình coi cho mấy em có đi cùng hướng với nhau không ha? Anh với em có đi với nhau chung với nhau được một đường không, hay là đường anh đi đường em đi? Nhà nhớ là phải đi chung đường ha, và nhưng mà phải nắm tay nhau thật chặt ha. Thôi té. Vúa xếp này, em nhớ là vúa xếp. Có phải thịt thẳng xuống. Nó giống như là cái kim vậy, thịt là nhọn xuống này, đều chéo vúa luôn này. À, mấy em thấy không? Như vậy thì nó mới ra cái có phần của mình nó mới đẹp được. Hello Andy Nguyễn. Anh chờ trời à, đúng rồi anh đang chờ trời thì đúng cái câu này chính xác luôn. Trời trời là phe đúng không, là sâu á. Trời 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 là có nghĩa là gì, nó đang bán trời trời sao đâu đó, có gì làm vòng vòng đây nè, đang ôm ren nè, thấy chưa. Anh ơi camera để gần lại tay cái. Ô, để gần hả? Rồi anh để gần cho em luôn. Đấy. Anh là rất dễ thương đúng không? Chiều em thì em nói cái nghe liền. Da. Miss Mirai. That looks so creepy. Can you imagine if you put that? Oh my god, Missy. You are you don't have to say anything at all if you don't want to say, but if you are that, you have to go, okay? Bye bye, have a good life. Bà khùng, Mỹ cũng có người khùng nha, các bạn cứ đưa ra cái tượng Việt Nam, có khùng như Mỹ có người khùng. Cái bộ móng tay này, cái móng của em là nhọn đẹp. Dạ. Ê, người đẹp thì biết rồi. Tối múa lửa chứ. Tối nay là mình sẽ múa lửa. Em múa lửa hả? Chắc chắn là tối nay có múa lửa. Tối nay anh đi coi. Em ở bên đây. Santana hả? Ellen
Ờ ok ok. Ờ đồ anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Ừ. Ủa mà sao em biết tiếng Việt giỏi vậy? Ờ nhưng mà em làm em ở bên đó. Ồ vậy hả? À nào nói của em tiếng Việt giỏi quá, nhưng mà em biết tiếng Việt nó hơi lớn lớn. Hơi lớn lớn tại vì em lâu năm rồi ha. Ừ, đúng rồi, giống là mấy bên đây cũng vậy, nó cũng lớn lớn. Vậy hả? Em về em sống người từ Trung Quốc không? Bên bên đó là bên sống khu của em là không có người Việt. Đa số là Trung Quốc không? Em ở khu rất xa khu vực. Xa lắm. Xa lắm. Ờ. Ờ vậy hả? Ờ. Hello Jay Linh Vương. À, ai đẹp vậy anh? Anh với ai con theo mi em dở thiệt á. Nãy giờ em cứ hỏi những câu vô lý không à, tự nhiên hỏi ai đẹp. Anh đẹp chứ ai đẹp? Chân lẽ là em đẹp. Wow, cái màu này coi vậy anh nhìn ra anh thấy cái màu này anh thích ghê. Ha, dễ thương anh ha. Anh tới hả? Còn kịp hả? Chứ chưa lấy chồng hả? Chứ đâu rồi? À, thường thường một bộ móng nếu mà ở trong tiệm mình làm cái bộ này thì khoảng chừng 1.5 tiếng. Ừ. Mình làm thì mình không có cắt nghĩa, không có sâu dai đó, thì có khoảng 1.5 tiếng. Còn nếu mà mình làm ở sâu thì hơi lâu hơn chút xíu. Mình tốn thời gian mình cắt nghĩa cho người ta rồi mình phải làm từ từ thôi. Nếu không cần. Ờ thường thường anh cũng không trong tiệm, anh cũng không có làm, anh đi không à. Anh đi sâu không à. Macaron. Hello Liêu Tinh. Những cái màu rất là đẹp ha. Anh nói là anh làm cái màu nào anh mê cái màu đó. Mình sẽ chạy vòng cái này ngoài cái ha. Mình vô cho nó thịt tròn và thịt nhẹ nha mấy bạn. Vuốt nó vào này không? Em vuốt cho hai bên vuốt nó vào này, cái xếp này em vuốt. Em cảm nó. Wow, nó bén như sợ. It's very sharp. Yes. Is that a new design? Yes, new style. New style called it stilettos. It's very, very sharp. So
So this is a warning to the man. Warning to the boyfriend. It's not just warning to the boyfriend. I'm like, all this angel has came, like, you know. Yeah. They say, hey boyfriend, don't mess with me. Hello. Easier for hiding. Nè nhớ không, mấy bạn vuốt này, vuốt từ bên này vuốt vào này không? Mấy bạn kéo nó giống như là mình giống như là mình cào trái cây hay là cào một cái gì đó, mà kéo. Kéo hai bên mà kéo vào ngay dưới này, kéo hai bên mạnh hơn chút xíu mà ngay dưới bạn đi nhẹ hơn này. Vuốt nó ra thôi, kéo nó ra thôi. Thì cái xếp mà. Đó. Thì nó càng đi xuống dưới đây thì mình càng kéo nó xuống này. Thì nó càng rõ cái ombre của mình ra hơn này, thấy không? Vuốt cho nó tròn này, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Yeah. Hello em, hello, how are you? Okay, that is another. Đây, cái này là kết hợp với cái này, hai cái một kết hợp, còn một bên nó nằm, nhưng mà nó nằm một bên nó thấy đẹp, nó nổi lên cái màu, đúng rồi, hơi tỉ mỉ một xíu, luôn tỉ mỉ nó mới nó cái này là odd mà mình không có làm lẹ được, mình phải tỉ mỉ nó mới đẹp được. Mình làm lẹ cũng được, nhưng mình làm lẹ thì cái quality nó không có, nhưng mà cái màu này nó vậy. Nó đông đá tại em không ôm ren, chứ em ôm ren làm gì đông đá được. Vậy là người làm ôm ren cho em không biết cách ôm ren. Bye em. Hello. Mấy bạn theo mình kéo nó xuống, mình kéo, mình gọt, nó gọt như là gọt trái cây vậy đó. Cứ cào nó xuống thôi. Thì nó càng cào bao nhiêu thì nó càng hiện ra cái ombre của mình, và nó lại càng tạo ra cái độ bén, cái độ sắc bén của cái weapon của mình. Tiếp tục lại này, bên này. Sư phụ đang tập trung chuyện môn rồi. Chuyện môn là hello B bởi vậy. Ủa mấy em nói gì vậy? Themi với lại nhân duyên. Gọt xoài. Nhìn anh like buồn quá, mai em cũng like. Ok, nhớ ha. Thôi thì năm nay có đi không được thôi, năm tới cố gắng tìm người giữ con đi. Rồi anh dẫn em đi show, năm tới đi show Premier chơi. Cho em đi làm, cho em ngồi đấy em làm cho em khoái. Nè, các bạn thấy không, gọt này không? Thấy gọt không? Gọt này. Thấy cái màu của nó không? Cái màu nó thiệt là trung thành, trung thực chứ, quên xin lỗi. Trung thực mà kêu trung thành. Trung thực ha. Nó màu nào nó ra màu đó. Các bạn thấy không, vuốt vào này. Cứ vuốt này. Vuốt từ hai bên vuốt vào. Tại vì không sao hết, cái vuốt mình nó mỏng nó dày đó, nhưng mà nó không có dễ gãy đâu. Tại vì cái độ dày của nó có ở trong đây. Độ dày mấy bạn thấy nằm ở ngay dưới này, mấy bạn nhìn ngang qua này, cái độ này rất là dày này. Mà cái điểm mà bị gãy là mình đã có cái điểm gãy thì là cao rồi. Là nằm ở ngay chỗ này nè. Ngay cái chỗ hai cái móng nó nhau. Thì cái đó là điểm gãy, nhưng mà điểm gãy nó rất là dày. Đâm ra mấy bạn thoải mái đi. Nó không có đi đâu được đâu.
nó dính chết đó luôn rồi. À lúc nãy mình có người tình trăm năm tới cho mình cái chai này đây. Người tình trăm năm cho mình mấy cái hột này đây, mấy hột lá ra mình tặng cái hột này lại cho người của mình nữa. Này mấy bạn thấy không? Hai cái màu này ombre rất là đẹp này. Anh cũng thích hai cái màu này, nó hai kết nối đẹp này. Màu này nó cũng kết nối đẹp, nhưng mà màu này cũng ok đẹp này. Nó đúng ra là những cái màu này mình làm á, nó ombre với nhau đó. Nó không có một cái lối thoát đi ra khỏi khi mà nó đã gặp nhau. À, khi mà nó dính, khi mà hai màu nó gặp nhau là dính luôn. À, em nhớ ha. Dính là kéo không ra luôn đó. À. Không xa rời. Sẽ không rời xa. Phải không? Mà sẽ dính như là dính lẹo. Không tháo ra được luôn, chết luôn. Đó là cái màu nó là như vậy đó. Còn cái màu này màu chê của một mình đó này, các bạn thấy chưa? Này, màu chê này thấy không? Nè chê này, con này. Mình ôm nó hai cái chỗ này lại nè, tại vì nó cho nó thon mà nó ốm lại, nó đều, nó đủ cái độ này. Các bạn đi ha, bạn con này đi này, đi đây này ha, thấy chưa? Đi cứ gọt đi, gọt nó đều. Ở trên đây là mấy bạn đi tròn hôm này thôi, không sao hết tất cả. Này bạn thấy không? Nè cái bóng này. À, làm kiểu gì vậy? Anh Sơn à? Không, cái này là đắp bột em ơi. Đôi ba mẹ em qua lại đi được. Đúng rồi, năm tới đây, ba mẹ em qua thì năm tới nhắn em đi. Nhắn em đi sớm, nhắn đi cho vui. Cho em biết sâu như thế nào. Vui lắm, thiệt là vui luôn. Cái màu này mình nhìn vào nó giống như là cái đá, còn em thấy cái đá mà nó lạnh lạnh đó. Tối nay là anh không biết em là ai hết. Không cần biết. Không biết em là ai. Đó. Nhớ là mấy bạn nhớ là mình đẩy da ra nha. Đẩy ra cho mình đi nhẹ thôi. Weapon.
Luis à? À, em hỏi Nghi á. À, hello. Anh nghe em thấy ngày nào anh cũng phải. Đúng rồi. Nói với một ngày mà không cầm tay. À, thường cầm tay người đẹp là ngủ không được, ăn không ngon à, mà nó lại già đi nữa chứ, mà cũng nhờ cũng là nhờ là mình cầm tay người đẹp mà mình trẻ theo người đẹp, mà mình đẹp mình cũng lại đẹp theo người đẹp nữa. Các bạn nghĩ hơi bạn nghĩ không ha, đó bởi vậy đâm ra là lúc nào cũng không muốn cầm tay người đẹp cũng chết, không cầm không chịu nổi à, thì đó có không, có không. Dạ có. Đây là hên quá. Mình cũng may mắn chứ được mà không có là chết. Đó. Nhớ đẩy ra nó ra. Lâu quá không gặp anh á. Ừ. Gặp anh kia hoài gì? Ừ, gặp anh kia thì gặp hoài. Lúc này anh dạo ấy lên luôn ha, không gặp nữa. Không, bữa nào chắc hôm qua. Nhưng mà có show á, bắt đầu qua mát á, có show thì có thể... Ừ, thì cái nào đi anh coi, anh book David qua làm cho bữa. Đúng rồi. Đúng sao? Anh em. Hello Jenny Bùi, anh khỏe, em khỏe không? Đúng rồi, mấy năm rồi không có qua bên Arizona. Nhà tại vì bên đó em cũng có nhiều, em bên đó cũng nhiều người theo dõi em lắm. À, biết anh đó. Người ta cứ hỏi em hoài à. Ừ, người ta hỏi em hoài à. Thế bữa nào anh qua, bữa nào em qua mừng bữa đi. Cái này mình làm anh chút xíu sẽ làm thêm những cái design đây nữa. Cho nó thiệt đẹp. Gì đó thâu qua đây, hả? Dạ thâu đây, cái này đang coi live. Thì đó. Dạ đang coi live. Ồ, anh vô live này. Dạ đang coi live. Rồi làm anh Hoàng ha, đi vòng vòng nha. Ok anh. Dạ dạ anh. Anh đó là ở bên Nationwide, bên Arizona. Anh Thi. Anh vô hàng. À, anh vô 2 tiệm. Bên đó có 2 tiệm bên đó. Mình làm show của nó lần. Chưa làm lần nào hết đó. Hồi xưa có làm cho bên ảnh mà lúc đó là còn ở bên kia. Nhá. Nhưng mà từ cái lúc mà có giờ này chưa có làm cho anh lần nào. Phong làm mấy lần. Để kỳ sau, anh nói kỳ sau về nè. Hello. Bây giờ mình buffer nha mấy bạn. Sau khi mình buffer mình bỏ treo rồi mình làm design nữa ha. Màu nào cũng đẹp hết em ha. Jenny, anh thấy cái màu nào anh làm cũng đẹp hết trơn. Anh bỏ lên là thấy nó đẹp rồi. Này, cái màu này mà coi vậy mà ai không ngờ cái màu này nó quá đẹp luôn. Xưa nay mình đâu có biết đâu. OM21B. Nè, ôi em bê nó là đẹp chưa? Có ai để ý nó đâu, này, màu này lên treo đẹp. Màu này là solid 63 mới của mình nè. Quá đẹp luôn. Hello xin chào. Khỏe không? Có ngồi chơi không? Ngồi chơi. Đấy, sau đó. Sau khi mấy bạn buffer sạch sẽ hết rồi,
để ha, nghe giọng quen quen đúng không? À. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái gel lên nha mấy bạn, mình sẽ chùi cái alcohol lên một chút xíu rồi mình bỏ gel lên. Mình sẽ sau khi mình bỏ gel thì mình mới để anh dục mấy cái này đi, có rác nhiều quá. Bỏ gel thấp lên nữa. À, anh bỏ gel lên sau rồi mình một mình mới làm design. Sau khi mình bỏ cái gel thấp lên nhưng mà mình chùi alcohol đi cái đã, cho nó sạch với cái bụi đi rồi mình mới ô thế hả? Ô vậy à, đâu có biết. Học từ anh ở trên Facebook hả? Facebook à, đúng rồi. Ủa vậy là em ở đâu tới? Em ở San Jose. San Jose hả? Dạ, San Jose. Em trên đó là sao? Đang cần cái mặt hàng của Chizo về đó. Nhưng mà chưa thấy không biết là kỳ này có gặp ai trên San Jose để lấy hàng thì chưa biết. Chứ trên đó là nhiều người cần lắm. San Jose, Oakland là mấy vùng trên đó. Hello, gặp mặt tôi nữa vậy, khỏe em. Hello, Miley em. Rồi, bây giờ mình sẽ quét cái gel lên nha. À, mình sẽ có một cái bịch để mình gắn diamond. Thì bây giờ đây là mình sẽ gắn diamond cho mấy bạn coi. À, người bạn của mình mới tặng cho mình mấy cục diamond này. Nè, cái này là của bạn David nha. À, đây David quảng cáo nói luôn. Clips, cái này là clips and accessory and such. Mấy bạn có những cái diamond này mấy bạn muốn tham khảo thêm thì mấy bạn liên lạc ở đây nè, cái số của người bạn mình là cái số Nancy ha. 206-7717-5086. À, cô bạn của mình lúc này ra bán mấy cái này rồi, thôi mình ủng hộ cô ha. Các bạn rất là dễ thương. À, làm ăn cũng rất là uy tín nha. Mà mấy cái diamond này cũng là đẹp. Cái này là gắn diamond luôn được nè ha. Cái cây gắn diamond mình đâu mất tiêu rồi. Base shop mình sẽ dùng chai base này để mình gắn này ha. Rồi cái cây mà để mình gắn diamond có ai lấy rồi? Bên coi bên đó. Bên đó có ai lấy cái cây gắn diamond không vậy? Và ngoài ra có ai thêm hộp diamond nào mà nhỏ không? Đây. Tối nay là anh cho em bling bling, ok. Rồi, anh cho em bling bling. Em có bling bling thì anh sẽ bỏ cái này vào đây. Nha. À, và những cái hộp wow, đây cũng có nhiều cục bự quá trời chứ. Nhiều thế. Ôi hai cái này giống nhau. Rồi. Cục bự không à, cục nhỏ đâu ta? Đây cục nhỏ có, cục bự không cần. Chú, top là đây mình xíu mình làm sao mình bỏ top on the top đúng không? Yeah, yeah. You put on the top. Yeah, I'm gonna put the diamond on right now. I'll show you. Nó không có mờ được. Nó good lắm. Cái rồi mình có mấy cái hột này. Ok, bây giờ là cái diamond này, cái này là cái black gel, base gel để nó gắn diamond nha mấy bạn. Các bạn theo dõi nè. Hai anh Hoàng, em vừa tới Las Vegas, không biết anh ở chỗ anh mua ticket gì không anh? Đúng rồi, nó bắt mình phải mua ticket nó không cho vô. Nhưng mà bây giờ nếu mà em tới là em biết nó còn cho vô hay không, tại vì nó quá trễ rồi. Anh không biết nó có cho vô nữa hay không. Ok, mấy bạn coi nè. Đây. Cái này là một cái base diamond. Okay. Nó không có cần nhiều. Cái này mình gắn cái cục diamond này nó vào là trong vòng khoảng chừng 3 tuần sau luôn.
mấy bạn thoải mái, mấy bạn cho khách đi luôn, không xi nhê gì nổi hết, dính là nó dính luôn. Đấy. Thì những cái diamond này mấy bạn bỏ nó vào nó thì sau khi mình bỏ nó vào mình đẩy, mình lấy, mình dùng cái này là mình đẩy nó lên. Nên mình ôm nó lại như vậy. Vuốt nó lại để cho nó đừng chạy mất đấy. Em đút nó vào ra, cho đút vào cái lấy ra liền. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Rồi, nó chưa có ấy rồi, dính rồi, ra đục nó rồi. Vô lại, không sao hết. Nó vướng. Tại mình không có muốn cho nó mình muốn cho nó đứng đó, tâm ra mình lúc mình đi ra đó, mình đụng vào cái nắp văng ra luôn. Vuốt lại này ha. Rồi em đút vô lại giùm cho anh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok em lấy ra. Okay. Cái này đó mình sẽ có những cái thằng em này. Thì mấy bạn bắt đầu mới chỉnh mấy bạn quay cái này lại, mấy bạn chỉnh. Okay. Chỉnh khi mà nó đều rồi mấy bạn bỏ cái đèn tiếp nhé. Mấy bạn bỏ đèn cho anh để lâu hơn chút xíu cho nó khô luôn. Đó, đây là cái đe keo, là keo đính đá, nó bám rất là chắc, thoải mái, khách đi đâu đi 3 tuần sau trở lại vẫn còn dính. Giống như là bị xiềng luôn rồi, kéo không ra luôn. À, đây, các bạn thấy không? Đó. Anh Brian, oh my god, anh Brian. Oh man, trời ơi, bao nhiêu năm rồi gặp lại anh. Khỏe không? Anh vẫn ở, anh vẫn ở trên đấy hả? Anh ở Việt Nam hả? Ồ vậy hả? Là anh qua đây anh chơi thôi. Anh đi về về thôi hả? Wow, anh sướng ha. Vậy hả? Anh về sống bên đó năm anh thời anh về bên đây lại. Ồ vậy đó hả? Ừ, em đâu có biết đâu. Em á hả? Em thì em làm tới khi nào đóng cửa thôi. À, dạ thì tối nay thì tụi em nguyên một băng đi này, có gì bây giờ nếu mà đi đâu thì tụi em đi em hú cho anh cái. Nhưng mà khoan cái đó, anh hú anh cái này, anh em mình gặp nhau lâu lắm rồi, đâu gặp nhau đâu. Số của anh là 407. Nghe 407 là mùi phơi đấy. 455. Trời ơi, anh nói rồi, gặp bao nhiêu năm rồi, bây giờ gặp lại anh đó, mấy năm rồi đó, 20 năm rồi đó. 20 năm. Ừ, 20 năm mình có rồi. 455. 455 3129. Dạ, là số của em đó. Anh cái gì anh nhá cho em cái.
Không, anh cũng có gì khác đâu, anh nhận, em nhìn cái là anh nhận ra là anh liền đó. Đó, anh nhận ra anh liền. Có nhiều lần anh đang số ở trên đó, anh cũng biết là anh... À, California đó hả? Cái số 562 đó hả? Ok rồi, em có rồi, em sẽ biết cái số của anh. Nhưng mà mấy bạn nên nhớ này ha, cái gel này nè là nó cần phải có cái gel top. Mấy bạn không bỏ cái gel top vào trong là nó sẽ nó còn cái là nó kêu là cái residue, cái base gel nó sticky á. Thì cái base gel nó sticky á, nó làm cho nó bị dơ cái bóng của bạn đi. Đâm ra mấy bạn phải nhớ là mình phải bỏ cái ấy vào. Bạn thấy hai cái màu ombre không? Hello. Hi. How are you? Good, how are you? Good. That's beautiful. Thank you. This is what we call it ombre. The two powder that gradient together. Love it. Yeah. It's the powder if you do it by themselves. No. And this is how it looks when it's by themselves. But if you add two colors together, it certainly become an ombre. Because the color are made to blend with each other. Yeah. So you can use any tone that you can blend, light color together, cool color, warm color. You can still mix them together and become a very nice ombre color. The reason I did this because I before putting to the light, so it was straight. Okay. Now. This hand, I am going to. This is a base gel. It's used for applied diamond. Applied diamond. Nhiều khi mình nên bước cái đường này ngay giữa thôi, tại vì mình đưa nó đi, nó chạy vòng vòng nhiều quá. The full set like this at the salon, it normally take me about hour and a half. Wow. Sometimes in the show like this, when I do show, sometimes I take a little bit longer because I do live and I explain, you know, on live video. So. Is this it right here? Yeah, that's it. That's live. I'm doing a live Amazing. Right now. Thank yes. You. Yeah. So beautiful. Yeah, tay này nó khô rồi nè, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy cái độ bóng của nó của cái màu này nó giống như là trong ngọc luôn, không khác nhau chút nào hết. Thank you.
có nước không? À, em không, em có nước. Không có nước không? Em mệt không? Em mất. Mùi hưởng không ạ? Hơi hồn hả? Hơi hồn. Em nói mùi hưởng không? Có làm gì đâu mà. À. Hết người vô rồi. Ừ. Sao? Để dành làm kỷ niệm thôi. Cái màu xanh này cũng thích này nha. Đúng là nguyên một cái bộ này mấy bạn thấy sao? Cái màu nào nó cũng dễ, nó cũng đẹp hết. Cái màu nào nó ôm lên nó cũng đẹp hết trơn. Đó. Còn cái màu ngọc này là nó hello. Xanh này nó đẹp quá ha. Dạ. Yeah. Màu xanh đó ha. Được á. Cứ thử làm cho. Tay chị nè. Ờ đúng rồi. Chị này phải tay chị nè. Em hỏi ở đâu. Làm cái tưởng ở đâu có tay đồng dài hơn tay của anh đấy chứ. Cái này đắp. Đắp. Em cà đâu rồi? Eka đâu rồi? Đấy. Gặp qua chưa? Lần đầu tiên gặp. Được rồi. À năm trước rồi hả? Cái màu mới nó quá đã luôn. Rồi. Cái sao là anh, tụi anh có gì anh sẽ gọi nói chuyện với về vấn đề nó chút anh em nói chuyện nhé. À, tụi anh có ok rồi. Ê mấy bạn coi nè, thấy chưa? Quá trời là dễ thương và đẹp đẽ luôn ha. Đây bây giờ mình sẽ tới lâu chưa Thanh? Sáng giờ hả? Có gì lại không? Mệt không? Mệt chưa nha? Sáng mai về rồi hả? Bệnh à? Ok. Rồi, để em lấy cái đó ra cho anh. Nè, mấy bạn thấy chưa? Cái màu, cái móng này, mấy bạn thấy được cái màu, mấy bạn thấy được cái pigment nó đẹp như thế nào, là nó nằm trên cái móng tay này như này. Mình nhìn này, cái màu của nó là cái màu rất là thật, mà khi mà hai màu nó đụng vào nhau thì cái dòng bột ombre này nó sẽ tạo ra cho mình một những cái màu thiệt là đẹp luôn. Thì mấy bạn là những thợ móng tay thì mấy bạn khi mà mình có những cái bột này trong tay thì mấy bạn sẽ tạo lên được những bộ móng tay thiệt là đẹp, thiệt là dễ dàng ha, nó không có hello. Thì nó không có làm cái màu của mình, nó sẽ không làm khó mình để khi mình làm những cái màu ombre hay này kia hết. Tại vì thường cái màu mà nó khó chịu quá mình sẽ làm sẽ không có ra được cái ombre thì nó sẽ không có đẹp, thì đâm ra là kéo nó đi này. Rồi sau đó là mấy bạn làm thấy là mình sẽ đây mình sẽ thích cái bộ này. I spend time làm cái bộ này cho em thấy rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Ok, rồi bây giờ anh sẽ
cái khăn, cái lông tròn của anh ai lấy đi rồi? Ai lấy cái lông của anh đi rồi? Chùm lông ai lấy rồi? Chùm lông coi như là quý lắm mà ai lấy đi đâu rồi? Ok, bây giờ mấy bạn theo dõi nha. Lấy mày cho bây giờ mấy bạn, mình sẽ để một bên cho mấy bạn coi nè. Cái màu của mình nó như thế nào. Ok, thả đây cho anh. Rồi. Here we go guys. Here is. Nè mấy bạn coi nè. Đó. Mấy bạn coi nè, thấy chưa? Hai cái màu bộ móng tay. Em để một tay để như vậy ha. Em để xuống thấp xuống cho anh chút xíu. Nè, xuống thấp xuống anh chút xíu. Hello em. Nè. Đó. Thấy chưa mấy bạn, thấy không? Cái màu của nó, màu nào nó ra màu đó. Cái màu này nó giống như là cái màu cẩm thạch vậy này mấy bạn thấy không? Nó giống màu cái cẩm thạch nó như thế nào là cái màu này nó y chang nhau như là nó. Nó không khác một chút xíu gì hết á. Mấy bạn nhìn này thấy không? Là cái màu cẩm thạch ha. Thì đây là những cái màu là những cái màu mình ôm ren này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Thiệt là đẹp luôn. Đó. Em tới hồi nào? I was always here. You were always here? Oh, yeah. How you doing, man? Good, I'm doing good. Yeah? Yeah. Obviously you're doing good. Yeah. You have good company. Yeah. Yeah, I got good company. From where we are to Atlanta. What do you mean? Huh? Oh, she's from, you're from Atlanta? Yeah. Yeah. Oh, okay. See? From Atlanta. Small world. I know. Này, mấy bạn thấy chưa? Rất là đẹp. Ok, thì vì chút xíu nó đây mình sẽ chụp hình gửi lại cho mấy bạn coi nha. Đăng lên lại cho mấy bạn coi cái màu. That's nice. You did a good job. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Đây là bộ móng tay David mới làm xong. Trong tất cả cái màu của nó. Này, everything. Ai cũng mua diamond thôi anh. Ờ đúng rồi, diamond đẹp ha. Nó có cái diamond nó làm cho chói, cho cháy cháy. Ông ánh rất là đẹp. Ok, rồi thôi vậy nè. Cảm ơn mấy em và cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chút xíu nữa bên David sẽ chụp hình lại để lại cho mấy bạn coi. OMG, đẹp quá đây. Ok. I will see you guys maybe later or maybe tomorrow. But I don't know what time is it now, but I'll do it again. Thank you for watching. Bye everybody.